Đồng hồ vang vọng xin được kính chào tất cả các bác. Trên tay em đang cầm đây là gồm 3 chiếc đồng hồ đeo tay đến từ 3 thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đó là thương hiệu Mido, thương hiệu Omega và thương hiệu Rado. Trong video hôm nay thì em xin được đi giới thiệu và giao lưu báo giá công khai cho các bác để các bác biết được cái tầm giá sưu tầm một chiếc đồng hồ đeo tay có cái giá trị như thế nào và giá trị này nó sẽ đi với cái chất lượng của đồng hồ như thế nào. Và đây đều là những chiếc đồng hồ em sưu tầm ở cái tình trạng nguyên bản rất là đẹp để các bác sở hữu. Bây giờ em xin được đi giới thiệu chi tiết từng chiếc một để các bác có cái nhìn tổng quan từng chiếc. Chiếc đầu tiên trong video hôm nay sẽ là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu đồng hồ Mido các bác nhé. Đây là một chiếc Mido thiết kế size khá là lớn các bác ạ. Theo cái chiều ngang em đo nha, từ bên tay trái sang bên cái phần núm em đo được là 37. Còn từ cái phần bát dây hai đầu em đo được là 41. Để mà nói thì khi các bác lên tay chiếc Mido này nó sẽ tương tự như một chiếc đồng hồ các bác đeo ở cái tầm size 38, 39, 40 các bác nhé. Vì các bác thấy sao? Vì thiết kế mặt số của chiếc đồng hồ này nó là một thiết kế mặt số rất là lớn các bác nhé. Niềng nhỏ, mặt số lớn thì nó sẽ gần như giống như một chiếc đồng hồ size 39 các bác ạ. Rất là niềm tin để các bác lên tay. Và theo em tìm hiểu thì những chiếc Mido này thì được sản xuất vào khoảng thập niên những năm 1980 các bác nhé. Đây là một chiếc đề mi các bác ạ, Mido đề mi. Và chiếc này thì em xin phép là giao lưu nguyên zin toàn bộ mọi thứ có trên chiếc đồng hồ này. Đây là cái phần mặt đồng hồ và cái phần bộ máy các bác nhé. Còn đây sẽ là cái phần bộ dây đề mi đây các bác này. Và dưới cùng chúng ta sẽ có một cái phần khóa các bác nhé. Khóa zin luôn, khóa zin, dây zin, núm cũng zin các bác nhé. Núm các bác sẽ thấy là chúng ta sẽ có một dòng chữ nhỏ Mido đây các bác này. Đi sơ qua một chút về cái phần mặt số của chiếc đồng hồ này các bác nhé. Đầu tiên, các bạn có thể thấy là chiếc Mido này đang nằm sở hữu một cái phần mặt số trải tia ánh vàng rất là đẹp với cái bộ kim cọc số điểm đen các bác nhé. Và ở đây, chiếc Mido này nó có cái thiết kế đó là hai ô cửa nịch, một ô cửa nịch góc 12 giờ và một ô cửa nịch góc 3 giờ. Góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có cái phần kính lúp các bác nhé. Mặt số của chiếc Mido này có thể nói là đẹp nguyên bản 100% để các bác sở hữu. Đây, các bạn có thể thấy đây, mặt rất là đẹp các bác nhé. Không có một cái tì vết nào xuất hiện trên phần mặt số. Chữ Mido vàng này nổi này, chữ Commander cũng là một phần chữ nổi vàng này. Bộ kim các bác nhá, bộ kim gần như là chưa xuống mọc. Thông số Swiss Made hai nòng các bác nhá. Cọc số sẽ hiển thị như những chiếc đồng hồ các bác hay nhìn, nhưng ở nòng bên ngoài chúng ta sẽ có một cái niềng số La Mã đây các bác nhá, để các bác nhìn thấy số La Mã. Và đặc biệt hơn thì đây là một chiếc Mido thiết kế có một cái phần niềng băm các bác nhá. Các bác có thấy nó giống thiết kế của một thương hiệu đồng hồ nào không ạ? Đó là giống thương hiệu của đồng hồ Rolex đúng không ạ? Niềng băm rất là đẹp luôn các bác ạ. Kính zin các bác nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái phần núp ở góc 3 giờ đây các bác này. Về thiết kế hai bên thân thì các bác có thể thấy này, hai bên thân chúng ta sẽ là những cái phần thép bóng nhá. Rất là đẹp luôn, xuất sắc các bác ạ. Bên này cũng thấy các bác này, ở phần núm đây. Thép bóng em xin được phóng to để các bác nhìn có cái núm các bác nhá. Đây, núm chúng ta sẽ có tên logo thương hiệu Mido. Và đây là một chiếc Mido thiết kế với cái cơ chế đó là chúng ta sẽ có một cái phần núm ren ốc các bác nhé. Khi các bác siết vào thì núm chúng ta sẽ khóa chặt lại, tương tự như những chiếc Rolex thôi. Nước đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉnh nịch, còn nước thứ hai chúng ta sẽ chỉnh giờ. Đấy, và những chiếc Mido này cũng đã có hacking stop rồi nhá, rất là tiện lợi để các bác sử dụng. Đây là một chiếc Mido chính hãng chứ không phải là một chiếc Mido hàng nhái hàng giả, nên các bác phải để ý kỹ giúp em nhé. Dây mắt còn rất là dài các bác ạ. Đây, đây là cái phần bên trong của chiếc Mido nhá. Thông số nắp đáy còn đầy đủ đấy các bác nhá. Rất là rõ nét này. Bộ dây thì còn trong cái tình trạng hoàn hảo để các bác lên tay. Rất là đẹp luôn, đủ mắt nhá. Một chiếc Mido thiết kế size to, thiết kế đề mi rất là đẹp luôn. Chiếc này thì hiện tại em đang giao lưu với cái mức giá đó là 18 triệu cho một chiếc đồng hồ Mido Commander niềng băng đề mi. Và chiếc này còn nguyên một cái phần hộp nhựa các bác nhá. Em xin được chuyển qua chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai trong video này em muốn gửi tới các bác đó là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Omega. Đây là một chiếc Omega Seamaster Demi, em hay gọi là Seamaster Demi. Vì sao? Vì chúng ta sẽ sở hữu một cái phần niềng các bác nhé. Niềng ép kính này là một phần niềng vàng đúc 14K. Còn 4 chân gọi là 4K cũng được. Của chiếc đồng hồ Seamaster này sẽ là 4K hoặc là 4 chân bọc vàng các bác nhé. Đấy, để các bác hình dung rõ. Còn đáy bên dưới của chiếc Seamaster này sẽ là một cái phần đáy đúc niềng, đáy thép. Đấy sẽ được gọi là Demi các bác ạ. Về cái thông số thì đây là một chiếc Seamaster nó chạy với cái bộ máy gọi là bộ máy CAN562. Một bộ máy tiêu chuẩn bán nguyệt vàng hồng. Đây là cái bộ máy nguyên bản và còn trong cái tình trạng rất là đẹp. Chạy chuẩn xác để các bác sở hữu. Xem qua một chút về thông số mặt số các bác nhé. Các
Các bạn thấy đây là một chiếc Seamaster, nó sở hữu cái phần mặt số chảy tia ánh bạc nhá, và mặt số của chiếc đồng hồ này cũng thế. Em nhận xét thì cái phần mặt số của chiếc đồng hồ Seamaster này nó còn đẹp tổng thể các bác nhá, mặt số nguyên zin đấy, không phải qua spy vẽ lại. Mặt số này nó còn đẹp trên 98-99%, rất là rõ nét luôn các bác nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có cái tên logo thương hiệu Omega, hình móng ngựa này, dòng chữ Automatic. Trên góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Seamaster, và góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade. Mặt chải tia ánh bạc kết hợp với cái bộ kim cọc số vàng thì nói thật với các bác là nó đẹp nhất có thể rồi các bác nhé. Vì khi mặt trắng đi với cọc vàng thì nó sẽ hỗ trợ cho cái phần cọc số nó nổi bật hơn khi các bác đeo chiếc đồng hồ lên tay. Và được thiết kế rất là tinh tế, một cái form dáng sang trọng đẳng cấp của đời Seamaster và của thương hiệu Omega. Núm zin các bác nhé, núm zin, chúng ta sẽ có một phần logo như này các bác này. Size của chiếc đồng hồ này, Seamaster này tiêu chuẩn các bác ạ, vẫn là size 34,5. Và chúng ta sẽ có một ô cửa lên góc 3 giờ như này các bác nhé. Nhìn các góc cạnh nghiêng khác nhau, các bác có thấy là cái phần niềng sáng cũng như cái phần mặt số chảy tia bộ kim cọc số vàng nó bắt sáng một cách hoàn hảo luôn các bác. Nó giúp cho chiếc đồng hồ nó cực kỳ là nổi bật luôn các bác ạ. Phần niềng thì không nói đâu, phần niềng vàng 14K trong tình trạng hoàn hảo nhất rồi. Để các bác sở hữu có một chút cái vết gọi là xước sắc nông mèo, nhưng để mà nói các bác là không đáng kể các bác nhé. Nguyên zin toàn bộ cái phần đồng hồ này các bác nhé. Đồng hồ mặt số kính, kính cũng là kính zin các bác nhé. Kính zin chúng ta sẽ có hình móng ngựa ở góc này này. Đấy, ở chính giữa trục kim, núm zin. Và đây là một chiếc em sưu tầm là chỉ nguyên zin củ đồng hồ các bác nhé. Dây khóa thì em đã thay thế rồi. Tháo qua để các bác nhìn qua cái nắp đít ở bên dưới nhé. Khóa còn chữ logo hình Omega đây các bác này, nên các bác yên tâm. Đây, đây là phần đáy bên dưới của chiếc đồng hồ Seamaster các bác nhé. Đặc trưng, chúng ta sẽ có một cái đấu hình chú ngựa biển này, Waterpole, thể hiện đây là một chiếc Seamaster được sản xuất tại Thụy Sĩ. Hình Seamaster chú ngựa biển này và cái logo hình móng ngựa đặc trưng của đời Seamaster không thể thiếu. Và các bác có thể thấy là cái niềng xoáy tạo vân ở bên ngoài vẫn còn nguyên các bác nhé. Khi em di chuyển này thì nó rất là nì nhá. Và bên ngoài sẽ là cái phần thép bóng để bảo vệ máy cũng như là giúp các bác lên tay nó dễ chịu nhất, đúng không ạ? Đấy, thiết kế hai bên hông này các bác nhé. Rất là xuất sắc luôn. Chia sẻ với các bác rằng bây giờ những chiếc Seamaster mà đề mi mà đẹp thì bây giờ khá là khó kiếm các bác nhé. Khá là khó kiếm, đẹp nhưng vấn đề là phải nguyên bản các bác nhé. Thì khi đó các bác chơi nó mới giữ được cái giá trị cho các bác. Đấy là về một chút thông số của chiếc Omega Seamaster, một chiếc chạy với bộ máy 562, một bộ máy mà các bác hay sử dụng, tin dùng rất là nhiều về cái độ chuẩn xác cũng như độ bền. Chiếc này thì em cũng đang giao lưu với cái mức giá là 18 triệu các bác ạ. Bây giờ em xin phép được chuyển qua chiếc thứ ba trong video hôm nay. Đây là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rado, một chiếc Rado đề mi dây hạt gạo các bác nhé. Đối với những chiếc Rado đề mi này thì em cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi, nhưng trong video hôm nay em vẫn muốn gọi là quay qua cho các bác một chút nữa, vì những chiếc Rado này cực kỳ là đẹp các bác ạ. Không nhầm thì đây là chiếc Rado được sản xuất vào khoảng thập niên những năm 69, 70, 71, 72. Đấy. Và đây cũng là một chiếc Rado em sưu tầm và em giao lưu với các bác nguyên zin toàn bộ các bác nhé. Đây là cái phần khóa của chiếc đồng hồ đây. Khóa zin có chữ logo và cái bộ dây các bác nhé. Dây đề mi hạt gạo nửa trắng nửa vàng. Cũng là một cái bộ dây nguyên bản đi theo đồng hồ các bác nhé. Và bộ dây này còn đầy đủ mắt nên các bác nhìn này, cái chốt mắt cuối cùng em đang cài ở cuối cùng này các bác này. Mắt rất là đủ để các bác lên tay thoải mái nhé. Đối với chiếc Rado này thì đây là một chiếc Rado size 35, không tính núm các bác nhé, thực ra nó là 35,3, em làm tròn thành 35mm các bác nhé. Khi các bác lên tay thì chiếc này nó sẽ tương tự như một chiếc đồng hồ ở size 3, gần 36 các bác nhé. Rất là đẹp luôn, vì cái form dáng nó được thiết kế dài, thon dài các bác nhé, thon dài và lên tay cực kỳ là đầm tay. Cầm nó rất là nặng nhé. Khi mà bác cầm một chiếc Rado chính hãng như chiếc em đang cầm trên tay đây, so với một chiếc đồng hồ Rado mà size 36, size 37, hàng nó gọi là hàng nhái các bác nhé. Đấy, hàng nhái thì khoảng tầm 3-4 triệu thôi, 5-6 triệu thôi. Rất là đẹp rồi, mới lắm. Nhưng mà về cái độ đầm thì không có, và cái độ chuẩn xác cũng như cái bộ máy cũng không có các bác nhé. Rất là tuyệt vời. Đây, đây là cái phần mặt số của chiếc đồng hồ các bác nhé. Bộ kim hình kiếm đặc trưng rồi, mình mỏ neo đặc trưng này. Đúng ạ. Chúng ta sẽ có tên logo thương hiệu Rado đây các bác nhé. Rồi, chúng ta sẽ dòng chữ Golden Hound, thể hiện đây là một chiếc Rado cá ngựa vàng. Chúng ta sẽ có hai chú cá ngựa vàng hai bên này các bác nhé. Kim hình kiếm, mặt số 2 nằm các bác nhé. Bộ kim cọc số vàng kết hợp với cái kim vàng nên nó rất là nổi bật. Mặt trắng bạc các bác nhé, mặt trắng bạc chảy tia nền trong. Đấy, ô này góc 3 giờ được bo viền đây các bác nhé. Về hai bên thân, rất là đẹp luôn. Thiết kế đề mi các bác nhé. Núm zin, chúng ta sẽ có hình mỏ neo như giống hệt như cái phần logo của chiếc đồng hồ Rado này các bác nhé. Đấy, hình mỏ neo đặc trưng, đúng không ạ? Còn đây sẽ là cái phần bên trong nhé, bên trong, lắp đáy bên trong của chiếc đồng hồ đây.
Tất nhiên rồi, nắp đáy chúng ta vẫn cũng phải có đúng không ạ? Ba chữ cá ngựa và dòng chữ Rado, thông số của bộ máy này rất là đẹp. Đáy thép các bác nhé. Và có thể nói nếu mà nhận xét về độ đẹp của chiếc Rado này thì em nhận xét nó còn đẹp trên 95%, tuyệt vời luôn. Gần như là người chủ nó đã sử dụng rất là kỹ tính, nên là các bác cảm thấy là cái chiếc đồng hồ khi em sưu tầm về nó còn đẹp xuất sắc đúng không ạ? Đối với chiếc Rado này thì em đang xin phép được giao lưu cùng với các bác với mức giá là 14 triệu, một mức giá rất là phù hợp đúng không các bác? Rồi, trong video này thì em đã mang tới cho các bác 3 chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, 3 thương hiệu nổi tiếng rất là đẹp. Bác nào muốn sở hữu chiếc nào thì mời các bác liên hệ theo số điện thoại 0912 011 947 để bên Vang Vọng hỗ trợ và tư vấn các bác nhiều hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.